Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại didongcaocap.vn. Hôm nay didongcaocap.vn xin giới thiệu quý vị các bạn video tháo lắp máy tính bảng Huawei MediaBus T1701UA tại didongcaocap.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là chọn bộ linh kiện của Huawei MediaBus T1701UA. Hy vọng qua video này quý khách hàng sẽ có hình dung rõ nét hơn về phần cứng, cấu tạo phần cứng bên trong máy tính bảng Huawei MediaBus, cũng như là quý khách hàng sẽ có thể tự tháo lắp Huawei MediaBus T1701UA để xử lý những cái lỗi nhỏ lặt vặt của Huawei MediaBus trong quá trình sử dụng, ví dụ như là phím kẹt camera mờ không thể nhấc được chẳng hạn. Đây chọn bộ bảng main của Huawei MediaBus. Trên hình các bạn thấy đây là bảng main của MediaBus. Trước khi lắp thì quý khách hàng nên kiểm tra tất cả những cái kết nối, ví dụ như camera của máy, xem ok chưa. Đó. Khi lắp thì chúng ta chú ý một chút là chúng ta phải đưa cái phần chân sạc của bảng main xuống trước, sau đó thì phía còn lại thì chúng ta đưa xong. Đó, vậy là mình đã đưa xong bảng main vào. Và các bạn chú ý là máy tính bảng MediaBus là dùng lẫy để giữ bảng main là chủ yếu, do đó khi chúng ta lắp vào chúng ta phải kiểm tra các cái lẫy đã xuống hết chưa. Đó, ví dụ như là vừa rồi là lẫy phần khai sim, ở đây là lẫy chân sạc thì đã vào hết rồi. Đó. Bạn phải để ý một chút khi nào mà các cái lẫy nó kết nối và đủ rồi thì nó sẽ kêu tách cả như vừa rồi các bạn thấy. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ vặn hết những ốc để giữ, ví dụ như đây là ốc giữ của phần chân sạc. Đó, nó sẽ lắp hết rồi. Cấu tạo phần cứng của Huawei MediaBus cũng đơn giản thôi, không loằng ngoằng, không phức tạp như các cái dòng máy tính bảng khác. Đó. Các bạn chú ý cho mình là cái chân kết nối đấy. Đó. Rồi. Phần loa ngoài là phần cuối cùng chúng ta lắp. Đây phần loa ngoài. Đây phần cuối cùng chúng ta lắp. Đó, các bạn thể chú ý được một chút. Đó, vậy là mình đã tháo lắp xong, mình đã lắp xong. Cuối cùng là lắp pin của Huawei MediaBus vào thôi. Pin của Huawei MediaBus rất lớn. Đó. Cùng với chúng ta lắp chốt giữ của
của bảng bên này. Vậy là mình đã lắp xong tất cả những linh kiện cấu thành lên máy tính bảng Huawei MediaPad. Đó. Còn về phần màn hình thì đây, chúng ta chỉ cần lắp nốt phần chân cáp màn hình vào là xong. Đó. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành máy tính bảng Huawei MediaPad cũng như quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099, kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Một lần nữa, Di động Cao cấp .vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại Di động Cao cấp .vn chúng tôi.